Hà Nội là thủ đô, trái tim của đất nước. 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, đất nước và thủ đô phải đối mặt với những khó khăn, thử thách gay gắt như tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm, lạm phát tăng cao, ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, Hà Nội còn có những khó khăn đặc thù trong quá trình phát triển, với khối lượng công việc ngày càng lớn, yêu cầu cấp bách, tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số tăng cao, cơ sở hạ tầng quá tải và chưa đồng bộ. Vượt lên những thách thức, Đảng bộ và nhân dân thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội 15, nhiệm kỳ 2010-2015, tạo bước chuyển biến mới trên mọi lĩnh vực hoạt động. 5 năm qua, kinh tế thủ đô tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP bình quân 5 năm 2011-2015 ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Quy mô GRDP năm 2015 ước đạt khoảng 27,6 tỷ USD, bình quân thu nhập đầu người khoảng 3.600 USD, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010. Các ngành kinh tế phục hồi và tiếp tục tăng trưởng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực với tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 54%, công nghiệp xây dựng chiếm 41,5% và nông nghiệp chiếm 4,5%. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 5 năm qua đạt trên 1.400.000 tỷ đồng, tăng gấp gần 2 lần giai đoạn 2006-2010. Đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút được 1.080 dự án, với tổng số vốn đăng ký gần 3 tỷ USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 714,5 nghìn tỷ đồng, chi ngân sách địa phương gần 273 nghìn tỷ đồng, bảo đảm cân đối chi thường xuyên, ưu tiên tập trung cho đầu tư phát triển. Quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị được chú trọng và có chuyển biến, tiến bộ rõ rệt. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống của nông dân thủ đô tiếp tục được cải thiện. An sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô được giữ vững. Quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Hoạt động đối ngoại, hợp tác, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Vị thế, uy tín của thủ đô ngày càng được nâng cao. Hơn ai hết, cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô cảm nhận rõ nhất về những chuyển biến và kết quả đã đạt được. Trong cái nhiệm kỳ vừa qua từ của cái năm 2010-2015 và nhất là địa phương chúng tôi được về cái địa giới thành phố Hà Nội thì đời sống của người dân là đã được thay đổi rất là nhiều, nhất là về quan tâm về cái công tác xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương đã và đang được là các cái xã nông thôn mới, đời sống của người dân được tăng lên rõ rệt. Chúng tôi là một doanh nghiệp mà trong địa bàn thủ đô, trong 5 năm qua thì cá nhân tôi cũng cảm nhận được bộ mặt của thủ đô cũng có rất nhiều thay đổi. Riêng về giao thông thì tôi thấy là trong địa bàn thủ đô rất nhiều hệ thống giao thông mới được xây dựng, đã giải tỏa được cái việc ùn tắc giao thông và đi lại của người dân rất thuận lợi. Đơn cử ví dụ như là ở các huyện ngoại thành Hà Nội là chúng tôi quản lý thì Hà Nội được thảm gần 100%, không còn hệ thống mặt đường thấm nhập như ngày xưa, nên dân đi lại cũng rất là thuận lợi. Qua cái nghị quyết 5 năm của thành phố thì báo cáo với chị thì một là mang lại lợi ích rất là nhiều cho người dân. Các cái chỉ thị của thành phố cũng như là đại hội đảng đã đưa ra để mà thực hiện trong 5 năm thì tôi cũng đạt được nhiều kết quả trên các cái lĩnh vực là kinh tế và chính trị xã hội là đều được nâng lên. Đời sống nhân dân thì được cải thiện, các cái chỉ thị nghị quyết của đảng đã được thực sự đi vào cuộc sống của người dân trong địa bàn thành phố của chúng ta, nhất là chỉ thị 02 của thành phố đấy đã gắn liền với đời sống của người nông dân, đối với sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với người nông dân trên mặt trận trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp cũng như phát triển các làng nghề, ngành nghề trên địa bàn của thành phố chúng ta. Bước vào nhiệm kỳ mới 2015-2020, Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá với một số chỉ tiêu như tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 8,5-9%, cơ cấu kinh tế năm 2020, dịch vụ 61-62%, công nghiệp xây dựng 35-36,5%, nông nghiệp 2,5-3%,
GRDP bình quân đầu người 140 đến 145 triệu đồng. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 70 đến 75% tổng số xã, tăng thêm 110, 130 xã so với năm 2015. Tỷ lệ trường công lập, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia từ 65 đến 70%. Bình quân một vạn dân có 23 giường bệnh và 13,5 bác sĩ. 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, theo chuẩn mới của Bộ Y tế. 70 đến 75% lao động đang làm việc đã qua đào tạo. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới còn dưới 1,2%. Cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô đang náo nức đón chào Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 16. Trước thềm đại hội, họ gửi gắm niềm tin, sự mong mỏi và những kỳ vọng vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ mới. Đối với cơ sở của chúng tôi thì chúng tôi cũng rất mong mỏi và kỳ vọng với các đồng chí lãnh đạo tới sẽ có những cái bước đột phá để đưa thành phố Hà Nội của chúng ta nói chung cũng như là các quận huyện thành phố Hà Nội và đặc biệt đối với những các huyện ngoại thành sẽ có những cái bước đột phá về công tác phát triển kinh tế rồi xây dựng nông thôn ngày một đổi mới. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng các cấp lãnh đạo là quan tâm hơn nữa tới người dân và đặc biệt là quan tâm tới con em nhân dân để con em nhân dân được tiếp cận, tiếp thu cái mới của chuẩn bị cái đổi mới căn bản về giáo dục đào tạo trong cái nghị quyết 29 của Trung ương. Về cá nhân tôi thì mong thêm là trong đại hội tới thì các cán bộ mới trẻ có đức có tài sẽ làm cho bộ mặt thủ đô chúng ta thay đổi hơn nữa, cán bộ công nhân viên có nhiều thêm công ăn việc làm và đặc biệt các doanh nghiệp thì càng có nhiều việc làm để đảm bảo thu nhập và cuộc sống cho người lao động được cải thiện, an sinh xã hội của thủ đô xứng đáng là đầu tàu của cả nước. Kỳ vọng của cán bộ nhân dân đối với cơ sở tới cho kỳ đại hội đảng bộ thành phố lần này thì chúng tôi mong muốn là đối với đại hội chúng ta thì sáng suốt lựa chọn bầu ra được các đồng chí trong ban chấp hành đủ đức đủ tài để tiếp tục gánh vác với công cuộc đổi mới của thủ đô của thành phố Hà Nội chúng ta. Và đối với cái việc sau khi đại hội chúng ta cái nghị quyết của đại hội cũng sẽ sớm được đưa vào cuộc sống để từ đó giúp có những cái định hướng triển khai các cái kế hoạch nhiệm vụ để đưa những cái phát triển đưa kinh tế đang chuẩn bị bước vào thềm đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 16 nhiệm kỳ 2015-2020. Chúng tôi là rất kỳ vọng và tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính phủ cũng như là của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố. Cái đại hội kỳ này thành công rất tốt đẹp. Thế và các đồng chí lãnh đạo mới sẽ tiếp tục duy trì cái kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước và phát huy hơn nữa cái nhiệm kỳ mới để đưa đảng bộ thành phố và nhân dân thành phố tiến lên vững chắc, xứng đáng là một trung tâm thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.